Nhớ đồng tình của ông quả tôi phụ trách, tôi bảo đảm các huynh đệ ăn no mặc ấm và biết kính trọng tiền bối. Hoan nghênh các vị, hoan nghênh. Đây là chút định tình ý của Tam Liên Bang chúng tôi. Quan hệ giữa đồng tình chúng tôi và Tam Liên Bang các vị cũng rất tốt đó. Quan hệ kiểu cô gì hai anh? Tiếng phổ thông anh tệ như vậy làm sao qua được 597 hả? Vì đây cái đại tình họ là gì? Hả? Tôi hả? Tôi tên là Khờ Tát 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 Tát. Anh Khờ Khảo. Hả? Cái gì? Cái gì Khờ Khảo? Tôi là Khả Chí Quê của Tam Liên Bang Đài Loan này. Tôi anh đừng có lo, tôi đây rất là biết điều. Tôi không có đem vũ khí đến đâu, chỉ đem đến tấm lòng đến đây thôi. Tôi muốn thắp nén nhang lại anh lạc đà của chúng tôi. Có khách đến, xin dừng bước cúi đầu. Cúi đầu lần thứ nhất, cúi đầu lần thứ hai, cúi đầu lần thứ ba, và quyến tạ lễ. Gì đây? Ê, đứng lại, Lục Chét, đem chú ý không? Hả? Có đem không? Xét đi, súng đâu mà đem? Không có mang súng theo đâu, xét đi. Đại ca, bọn Hồng Hương đã tới rồi. Xét đi, tôi giấu trong bụng đó, đồ điên. Đại Phi, muốn làm gì? Cái gì? Sợ người ta cầm súng bắn chết tụi anh hả? Không sợ lạc đà trở mắt ngồi dậy đập chết tụi anh hay sao? Chỗ này không quan nghênh anh, xin mời. Bộ anh điên sao? Không biết luật lệ giang hồ. Ngày hôm nay tôi đến là chào anh lạc đà, tôi kính trọng anh. Bộ anh tưởng anh là dây chánh sao? Hey, thì là không biết tôn sư trọng đạo mà. Cái anh này, anh hổ được cái gì? Người ta tới đây chọc tức anh thôi. Ây da, anh coi kìa, coi kìa. Anh mở mắt ra kìa, thấy chưa? Nằm phơi nắng đó. Có người mở mắt to ra cho người ta đâm vào đó. Đại Phi, đừng phá đám nha. Ngày hôm nay có đầy đủ các lộ anh hùng ở đây. Anh muốn không hỗn loạn cũng khó. Anh nói thử coi, làm sao mà không hỗn loạn? Để tôi tính toán với anh. Được. Tạm biệt mà chúng tôi á vẫn giữ trùng lập. Nhưng mà ba người á đằng sau tôi, tôi không biết nha. Đừng, mày giết chết đại ca của tao, mày còn dám tới đây hả? Đại ca của mày bị ai giết mày cũng không biết. Thằng bạp này không biết gì hết. Anh Cơ, tôi có chuyện lớn bàn với anh. Ê, Tiểu Diện Hổ, anh đừng có phá tôi nữa. Lần trước tôi đã bị anh gạt lần rồi, còn chưa đủ sao? Cái chuyện này có lợi cho anh mà, anh không muốn sao? Lại muốn đem tôi tới thần hả? Như vậy cái ghế lông đầu của Hồng Hưng anh muốn ngồi không? Bộ muốn là được sao? Anh tưởng là thần tiên à? Để tôi nói cho anh biết, Tưởng Thiên Sinh là chúng tôi giết, và Lạc Đà cũng là chúng tôi giết. Bây giờ Đông Tinh đang hỗn loạn, Hồng Hưng cũng đang hỗn loạn. Tôi làm lông đầu của Đông Tinh, giúp cho anh làm người phụ trách Hồng Hưng. Như vậy mới là ngon lành chứ, phải không? Về chỗ chứ hả? Chỉ có như vậy thì được sao? Lên tòa cũng thấy dùng bằng ghi âm làm chứng đó mà. Vụ án lão đại cho tụi anh làm hả? Ây à, mày nói gì? Hồng Hưng muốn đồng tin chúng ta hỗn loạn đó. Tránh ra. Nè Hậu Nam, cũng tại tôi lớn tuổi qua mắt trách làm anh, cho nên tôi đến đây để đính chánh cho anh. Ngó thế là quá giật danh, thật là chướng mắt. Anh nói sao cũng được. Cái này có phải gọi là bẻ bánh lái hay không? Sao anh thích bẻ qua bên trái bên mặt vậy? Thầy ơi, sao còn nhìn nhận? Nhìn nhận gì? Các ngươi đừng nói bậy. Chúng tôi không thể nào chịu nhục trước Hồng Hưng. Phải không hả? Phải. Phải cái gì? Cái chuyện này đã phát triển tới giai đoạn này rồi, nếu mà không phát triển tiếp tục đó hả, thì người ta nói tôi làm việc không có đắc lực đó, có phải không hả? Phải không? Hào Nam, nếu như anh muốn trả thù cho bạn gái của anh, thì hãy giết chết thằng chó này. Giết đi. Anh hết à? Cần tiếp tay hay không? Tiếp. Phải tiếp. Coi chừng mà tôi nói biết không.
Tụi bay coi ta mặc bộ đồ vest này á, ta đánh có được hay sao? Nếu như lỡ đánh rách thì sao? Bộ đồ này mắc tiền lắm đó. Còn cái mặt mày là biết khờ mà. Đem giấu hết rồi, mày không biết hay sao? Tỉnh ra! Trời hả? Ta muốn chết mới nhìn thấy mày chết. Mày yên tâm đi. Cho dù tao có chết, tao cũng chiếu cố cho cô nhỏ. Giờ mới là chính thức chỉnh đốn nội bộ thông tin đó. Mình về. Giỏi thiệt, giỏi. Cảm ơn anh. Mày đừng có lo, tam liên ba tụi tao á vẫn giữ trung lập biết không hả? Cảm ơn. Giờ bộ đồ dưới của tao đã mặc rồi mà, sợ gì chứ. Đây đây, đây.
Hey, bọn lưu manh tụi bay đánh xong trời cũng tạnh mưa rồi. Trời quang mây tạnh mà. Hey, đi về, đi về, đi.